Kính thưa quý vị và các bạn, liên quan đến sự việc 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển hơn 11 kg chất cấm từ Pháp về Việt Nam. Thì chiều ngày 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định là trả tự do cho 4 tiếp viên cùng một hãng hàng không sách chất cấm vì chưa đủ cơ sở để mà khởi tố. 4 tiếp viên được trả tự do gồm Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Phương Dân, Trần Thị Thu Ngân và Võ Tú Quỳnh. Trước đó thì các cái tiếp viên này bị tạm giữ để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất cấm. Tuy nhiên sau khi mà tiến hành điều tra thì có căn cứ xác định 4 tiếp viên này không biết rõ cái số hàng hóa vận chuyển từ Pháp về Việt Nam, ở trong đó có chứa chất cấm, nhưng chưa đủ cơ sở để khởi tố xử lý hình sự. Vào ngày 16 tháng 3 thì Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tiến hành soi chiếu và nghi vấn một số hành lý của các tiếp viên có mang chất cấm. Kết quả phát hiện thì trong hành lý của 4 tiếp viên có thuốc lắc và metamphetamin. Khi mà kiểm tra những cái tiếp kem đánh răng, nước súc miệng ở trong hành lý của các cái tiếp viên này đó thì lực lượng chức năng đã tìm thấy 11,4 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp. Cụ thể là gồm 8.400 gram viên nén màu xám, 3.080 cái chất bột màu trắng. Tất cả các cái mẫu thử đều là chất cấm. Chi cục Hải quan, cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục phối hợp cùng đội kiểm soát ma túy cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, đội kiểm soát chống buôn lậu chất cấm khu vực miền Nam, cục điều tra chống buôn lậu tổng cục Hải quan phòng 7, cục cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy C04, cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hồ Chí Minh BC04 tiếp tục thực hiện các cái bước nghiệp vụ tiếp theo. Kính thưa quý vị và các bạn, nhiều khán giả thắc mắc vì sao là 4 nữ tiếp viên này lại có thể là được trả tự do. Để giải đáp cái câu hỏi này thì xin mời quý vị và các bạn nghe luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố Hà Nội chia sẻ. Dựa theo căn cứ nào mà 4 nữ tiếp viên sách chất cấm về nước lại được trả tự do thì luật sư Đặng Văn Cường trả lời như sau. Vâng, có thể nói rằng là không có gì bất ngờ khi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh trả tự do cho 4 nữ tiếp viên. Bởi vì theo quy định của pháp luật thì tội vận chuyển trái phép chất ma túy được quy định tại điều 250 của Bộ luật hình sự là tội danh với lỗi cố ý trực tiếp, có nghĩa rằng là người thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy phải biết rõ đây là chất ma túy nhưng vẫn cố tình vận chuyển thì mới vi phạm pháp luật, mới bị xử lý về tội danh này. Trong vụ việc này thì cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy các nữ tiếp viên này đã có chất ma túy ở trong hành lý. Tuy nhiên có thể là qua 6 ngày qua quá trình thực hiện các cái hoạt động điều tra thì cơ quan điều tra đã có kết luận là các nữ tiếp viên này không biết đó là chất ma túy và pháp luật cũng không bắt buộc phải biết trong trường hợp này đây là chất ma túy. Chính vì vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật thì cơ quan điều tra đã tiến hành là trả tự do cho 4 nữ tiếp viên này và có thể sẽ tiếp tục xác minh đối với những người khác với những cái thông tin tài liệu khác để làm rõ cái đối tượng mua bán cái chất ma túy này là đối tượng nào để xử lý theo quy định của pháp luật. Về mặt tố tụng thì khi phát hiện ra hành vi có dấu hiệu phạm tội thì cơ quan điều tra có quyền ra quyết định tạm giữ hình sự và quyết định này sẽ có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát cung cấp và quyết định tạm giữ hình sự có thể là tối đa không quá 3 ngày và cơ quan tiến hành tố tụng cũng có quyền gia hạn 2 lần, mỗi lần không quá 3 ngày. Như vậy là trong thời hạn 9 ngày thì cơ quan điều tra sẽ quyết định có khởi tố hay không khởi tố, có tạm giam hay không tạm giam đối với những người bị tạm giữ hình sự. Tuy nhiên, các nữ tiếp viên này thì mới được giữ khoảng 6 ngày
cơ quan về mặt lý thuyết thì cơ quan tiến hành tố tụng có quyền giữ thêm 3 ngày nữa. Tuy nhiên là chưa hết thời hạn này thì đến nay có lẽ là đã có kết quả là những người này không biết đây là chất ma túy. Mà khi không biết đây là chất ma túy thì rõ ràng là hành vi không thỏa mãn dấu hiệu của mặt chủ quan của tội phạm, của tội vận chuyển trái phép chất ma túy, nên những người này không bị xử lý hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Nhiều người đang nhầm lẫn rằng là đây là bắt người phạm tội quả tang, thì tôi khẳng định là đây không phải là bắt người phạm tội quả tang, mà bắt quả tang những người này có ma túy ở trong hành lý, chứ không phải bắt người phạm tội quả tang, nghĩa là quả tang phát hiện ra sự việc. Chứ còn bắt người phạm tội quả tang phải là hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý hình sự và hành vi thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm, trong đó có chủ thể, có khách thể, có mặt chủ quan, có mặt khách quan thì mới xử lý hình sự được. Thế còn cái việc phát hiện đấy là ma túy thì cũng chưa có gì căn cứ để xác định là những người này biết đó là ma túy, bởi vì là những cái chất này được che giấu, được ngụy trang ở trong cái tuýp kem đánh răng, mà cái tuýp kem đánh răng thì rõ ràng là nó là kem đánh răng, không phải là ma túy. Còn cái việc mà phải kiểm tra, thậm chí phải giám định mới phát hiện, mới biết được đấy là chất ma túy. Chính vì vậy pháp luật không bắt buộc mọi công dân phải biết thuốc đánh răng là ma túy. Đó là lý do khiến cho cơ quan điều tra sẽ phải xác minh và phải chứng minh. Và nguyên tắc là cơ quan điều tra có trách nhiệm phải chứng minh. Nếu không chứng minh được trong thời hạn luật định thì phải trả tự do cho cái người bị tạm giữ. Chính vì vậy tôi cho rằng là cái việc trả tự do cho 4 nữ tiếp viên này khi mà không chứng minh được họ biết đây là chất ma túy là cái việc hoàn toàn có thể diễn ra trên thực tế cũng như là theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra cũng sẽ tiếp tục làm rõ là ma túy này của ai và ai là người nhận để tiếp tục xử lý. Còn với tiếp viên này, nếu những người này không biết đấy là chất ma túy thì sẽ không xử lý hình sự. Tuy nhiên sự việc có thể sẽ không khép lại ở đây mà sẽ tiếp tục làm rõ đối với những người khác, với những hành vi khác. Kính thưa quý vị, lời khai ban đầu của các tiếp viên cho rằng họ đã nhận lô hàng kem đánh răng nặng hàng chục kg thông qua một cái đồng nghiệp làm chung hãng để mà đưa về sân bay Tân Sơn Nhất. Tiền công là hơn 10 triệu đồng. Vụ việc 4 nữ tiếp viên xách tay chất cấm về nước đã khiến cho dư luận hết sức là xôn xao và đặt ra nhiều nghi vấn. Tuy nhiên sau khi mà tiến hành điều tra có căn cứ xác định 4 tiếp viên này không biết rõ cái số hàng hóa vận chuyển từ Pháp về Việt Nam có chứa chất cấm, cho nên chưa đủ cơ sở để mà khởi tố xử lý hình sự. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn không nên chia sẻ những cái thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận. Những thông tin liên quan sẽ được Bà Dài tiếp tục cập nhật để chuyển đến quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.